Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cuối ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Cộng đồng Giáo dục Viên minh phối hợp với Viện Trí Việt, Viện Nâng cao trình độ trong lĩnh vực giáo dục Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức lễ tôn vinh người thầy vì nhân dân tiêu biểu. Sau một năm hoạt động, Cộng đồng Giáo dục Viên minh đã có 12.000 học viên được tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí, trao 100 triệu học bổng tiếng Anh đến 15 trường tiểu học. Cộng đồng giáo dục nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết với giáo dục, góp phần đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. Với đội ngũ nhà giáo nhiệt tình, tâm huyết, chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực như kỹ năng sống, lập trình ngôn ngữ tư duy, chuyển giao công nghệ, số hóa, giải pháp cho việc đổi mới giáo dục, vân vân, đã góp phần đổi mới giáo dục Việt Nam. Nhân dịp này, Cộng đồng Giáo dục đã tôn vinh hơn 20 nhà giáo ưu tú, hết lòng với sự nghiệp giáo dục và trao tặng học bổng 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.